Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 22 tây tháng 11 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên là tin từ Đảng Cộng Hòa. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa trên toàn quốc, bà Ronia McDaniel, tuyên bố rằng các thành viên Đảng Cộng Hòa phải cố gắng chứng minh sự liêm chính cho mỗi một cái lá phiếu và cuộc bầu cử này. Người được xem là quyền lực nhất của Đảng Cộng Hòa hiện nay là bà McDaniel đã lên tiếng nói rằng chúng ta cần phải chứng minh sự liêm chính cho cái kết quả bầu cử theo tường trình của Ủy ban Đảng Cộng hòa Trung ương đã cho biết. Chuyện này chúng ta sẽ đưa ra tới tòa án và tất cả đều đã nằm trên thê, trên bàn, trên cái bàn tròn. Đây là lời phát biểu của bà. Tất cả các thành viên của đảng chúng tôi sẽ chứng minh sự thanh liêm và sự liêm chính của cuộc bầu cử này và chúng tôi sẽ theo đuổi và không cần biết chuyện gì xảy ra và không để cho nó xảy ra trong tương lai. Tổng thống Trump đã thách thức tất cả các tiểu bang trong vấn đề mà có tình trạng gian lận bầu cử sẽ diễn ra và chúng tôi biết ai là kẻ bỏ phiếu và tất cả mọi người chúng tôi đều mong muốn cuộc bỏ phiếu là cuộc bỏ phiếu hợp pháp và những lá phiếu hợp pháp đó là lời khẳng định của bà Daniel Chúng tôi cần phải make sure, tức là chắc chắn rằng cuộc bầu cử của chúng ta không bị uh, vấn đề gọi là thiếu minh bạch hoặc là không bị vấn đề gian lận và nó cho phép không thể cho phép những lá phiếu và gian lận và những lá phiếu tệ hại được đếm, đó là lời khẳng định của bà. Đây là một trong những cái lời lên tiếng mới nhất của bà chủ tịch của Đảng Cộng hòa Trung ương trên toàn quốc, đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì uh, chủ tịch của Ủy ban bầu cử Liên bang là ông Trey Trainer đã lên tiếng khẳng định là có tình trạng gian lận xảy ra ở nhiều nơi. Đây là tình trạng gian lận một cách uh, sâu rộng và lớn, đó là điều mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Đó là lời phát biểu của chủ tịch Ủy ban bầu cử Liên bang là ông Trey Trainer đã phát biểu một cách thẳng thắn. Ông nói rằng điều quan trọng là phải có một cái tính chất minh bạch trong tiến trình bầu cử và đếm phiếu cũng như các câu hỏi mà tổng thống Trump và cũng như chiến dịch tranh cử của ông đặt ra cần phải được giải đáp một cách minh bạch và để đáp lại cái câu hỏi của một phóng viên à, có tên là Carrie Sheffield, ông à, trainer đã lên tiếng và nói rằng cái bài mà phân tích của giáo sư toán học à, ở tại trường William College là một minh chứng rất rõ ràng Ông Mueller là một chuyên gia toán học và ông đã đưa ra một cái bản phân tích cho thấy ít nhất là có khoảng gần 100.000 chữ ký, đạt 100.000 lá phiếu ở Pennsylvania là tình trạng gian lận và có khoảng từ 89.397 cho tới 98.801 lá phiếu được biết rằng là ghi danh bên à, ghi danh và không phải là của đảng cộng hòa và sau đó nó được quay trở lại và được gửi trở lại nhưng không được đếm và ông chỉ ra cho thấy với cái bản phân tích toán học này cho thấy rằng đã có nhiều tình trạng gian lận diễn ra không phải chỉ một ở tiểu bang mà nhiều tiểu bang và ông khẳng định đã có tình trạng gian lận một điều mà báo chí truyền thông cho tới giờ phút này vẫn không lên tiếng và thừa nhận tình trạng gian lận của à, cuộc bầu cử năm nay đó là bản tin liên quan tới tình hình của à, Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử trong khi đó thì à, các quỹ ban bầu cử ở tại tiểu bang Michigan cho biết họ cần có đầy đủ bằng chứng để trì hoãn cái việc mà certify kết quả bầu cử Nashville, một trong hai thành viên trong đảng Cộng hòa ở trong cái uh, quỹ ban đặc trách về bầu cử của Michigan đã nói với đài truyền hình mày thứ bảy là ông có thể bỏ phiếu để mà trì hoãn tất cả cái việc mà uh, certify cái việc uh, certify tức là xác nhận kết quả bầu cử uh, của tiểu bang này gồm có 16 cử tri đoàn và trong đó thì ông nói rằng cần phải có đầy đủ những bằng chứng tôi có thể bỏ phiếu yes hoặc no để mà xác nhận và tôi có thể bỏ phiếu và cho việc trì hoãn cái cuộc và uh, certify này ông uh, sin, ông Shinko là được xem là một trong những người uh, nằm trong hai nhóm bốn người quản trị và cái hội đồng bỏ phiếu cho việc mà có nên hay không nên uh, đưa ra cái bản xác nhận về kết quả bầu cử uh, ông nói rằng là ông rất mong muốn cái toán uh, pháp lý của tổng thống Trump gồm có bà Sydney Powell, uh, ông Rudy Giuliani và cựu câu uh, biện lý của kansas là fielklin phải đưa ra thêm một số những cái bằng chứng mà rõ nét hơn ông Sinko người mà vợ của ông là mary là quan sát viên ở trong cái quê county trong cái cuộc đếm phiếu và nói rằng là cho biết là ai là người thắng ở michigan nói rằng có rất nhiều câu hỏi về cái hệ thống dominion voting system tức là cái hệ thống đếm phiếu này và có cái vai trò rock the vote của đảng dân chủ ở trong đây và ông nói rằng là việc mà kiểm phiếu này nó đã hoàn tất tuy nhiên để xác nhận được tất cả kết quả bầu cử, thì ông muốn make sure chắc chắn rằng nó không còn câu hỏi mang tính chất mang tính chất gọi là uh, nghi ngờ liên quan tới sự liêm chính của cuộc bầu cử và đồng thời ông cũng yêu cầu toán pháp lý của tổng thống Trump cung cấp thêm dữ kiện bằng chứng để ông có thể có khả năng bỏ phiếu trì hoãn cái việc mà xác nhận tất cả các cái uh, lá phiếu bầu trong thời gian sắp tới đó là bản tin liên quan tới tình hình của tiểu bang Michigan trong khi đó một nhân vật uh, anh hùng đã được nhận được một cái chớp mới từ ở cái uh, ngũ giác đài. Một trong những người mà Tổng thống Trump đề cử vốn là một anh hùng trong chiến tranh có tên gọi là uh, Scott O'Grady là một uh, phi công uh, vào cái chức phụ tá của uh, của Bộ Quốc phòng đặc trách về vấn đề an ninh nội địa Hoa Kỳ và việc này đã bắt đầu đã có những cái uh, phản ứng trên mạng xã hội. Bản tin cho biết rằng là ông này là cư dân của một uh, Texas. Và được xem là một người à, sống trong danh dự khi mà nổi tiếng ở năm 1995 khi mà chiếc F-16 của ông bị bắn rơi tại Bosnia và ông còn sống và trở thành à, à, tù binh à, khi mà ông đang làm việc. Và cuối cùng ông đã được lực lượng thủy quân lục chiến cứu được và nó trở thành một cuốn phim đã từng chiếu trước đây gọi là Behind the Enemy Line, tức là, là cái cuốn phim có cái tên là Đằng Sau. Cái uh, phía bên của kẻ lực lượng thù địch Và ông uh, O'Grady Đã nhận được một cái huân chương danh dự Cho cái sự phục vụ của ông Và lúc đó thì ông bây giờ Đang là đồng chủ tịch Của cái hội cựu chiến binh Do do tổng thống Trump đề cử Và việc đề, đề cử của ông đã được đưa ra vào ngày thứ ba Và ông đã uh, được xem là một trong những người anh hùng Nhưng một số những thành phần cực tả Đã lên tiếng và chỉ trích ông Về cái vai trò của ông Ở trong cái uh, cuộc chiến này và trong đó thì họ so sánh với lại cái vụ mà bắn rớt máy bay của Joe mccain tại việt nam và ông được xem là một trong những người mà đã được tổng thống trump đề cử vào trong cái chức phụ tá đặc trách về phụ trá của qua bộ, bộ trưởng bộ quốc phòng đặc trách về an ninh nội địa hoa kỳ đây là một trong những cái gọi là phía đa cánh tả cố gắng tìm cách loại trừ tất cả những người nào mà tổng thống trump đề cử vào các vị trí quan trọng trong chính phủ của ông đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực ở Washington. Trong khi đó, một nhóm các nhà chính trị của Đảng Cộng Hòa đã để đơn kiện tiểu bang Pennsylvania vào ngày 21 để ngăn chặn việc mà certify, tức là xác nhận cái kết quả bầu cử sau khi mà có những sự tranh cãi về tình trạng phiếu bầu gửi qua thư tín và vi phạm vào cái bản hiến pháp của Hoa Kỳ. Đơn kiện này dựa trên dựa trên cái đạo luật gọi là Act 77, trong đó nói rằng cái việc vote by mail, và gia hạn cái việc mà nhận phiếu bầu là hành động vi phạm vào hiến pháp của Hoa Kỳ. Trong đây thì căn bản nó đã thay đổi cái code, tức là thay đổi cái mã số về việc bầu cử ở Pennsylvania. Và điều này hoàn toàn là bất hợp pháp. Lá đơn kiện đã được để trên tòa ở Pennsylvania. Và trước đó thì tòa cái việc mà thay đổi quy tắc bầu cử này phải được thông qua bởi quốc hội hoặc là ít nhất là từ cái ủy ban bầu cử của chính quyền liên bang và cái ủy ban bầu cử của tiểu bang không có thẩm quyền để thay đổi cái ngày cái nhận phiếu bầu tức là cái ngày deadline của phiếu bầu và điều này rõ ràng vi phạm trầm trọng vào hiến pháp và đơn kiện này cho thấy rằng là sau cái ngày mà 3 tây tháng 11 hàng trăm ngàn lá phiếu vẫn được nhận vào và được đếm tại tiểu bang Pennsylvania dẫn tới tình trạng đây là một cái cuộc hỗn loạn về bỏ phiếu và cuối cùng nó đã không chứng minh được cái tính chất liêm chính và công minh của cuộc bầu cử. Các thành viên của đảng Cộng Hòa cho biết rằng là họ đã để đơn kiện vào ngày 21 tây, tức là ngày hôm qua ở cái tòa án tại đây và cái à, luật sư đại diện cho Tổng thống Trump cho rằng đây là một cái hành động chính đáng và nó chứng minh cái hiến pháp của Hoa Kỳ và hành động mà tự ý để mà đặt ra cái quy tắc à, gia hạn và nhận thêm phiếu bầu sau ngày bầu cử là một hành động được xem là vi phạm hiến pháp đó là bản tin từ à, tiểu bang Pennsylvania nơi đang có những cái cuộc tranh luận liên quan tới vấn đề pháp lý. Trong khi đó thì dân biểu Louis Gomer đã lên tiếng nói với đài truyền hình Newsmax về tình trạng gọi là bằng chứng để xây dựng một cái uh, vụ án liên quan tới gian lận. Đây là điều quan trọng cho chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump để có thêm bằng chứng ở những cái tòa cấp thấp hơn, kể cả khi họ biết những quan tòa này sẽ không chấp nhận cái bằng chứng của họ và đó là một cái lộ trình cần để được đưa tới cái uh, tối cao pháp viện đó là lời khẳng định của dân biểu Louis Gomer đã đưa ra vào ngày hôm qua thứ bảy. Quý vị có thể go đi làm tất cả những gì quý vị có thể làm nếu quý vị là những người bảo thủ và đây là một cái đường hướng mà chúng ta cần phải đi là cái bằng chứng và ông nói rằng tất cả cần phải có bằng chứng trình trên tòa và không thể chỉ nói bằng những cái uh, dẫn chứng mà nó không có thiếu thuyết nó nó bị thiếu thuyết phục. Ông nói giữa lúc mà dân biểu Jim Jordan của tiểu bang ohio đã đòi hỏi là quốc hội phải điều tra vào tính chất liêm chính của cuộc bầu cử và có thể sẽ trở thành một cái trường hợp để đưa ra trước quỹ ban tư pháp của hạ viện tức là tình trạng này sẽ là tình trạng có thể dẫn tới mở một cuộc điều trần để xác nhận là tính liêm chính của cuộc bầu cử và người chủ tịch của cái quỹ ban tư pháp tại hạ viện là hiện nay là dân biểu jerry nader của đảng dân chủ tại new york nếu như ông nader mà phụ trách cái À, cái cuộc điều trần này thì không có gì tốt hơn ông gomer đã phát biểu uh, trong tính cách là một thành viên của ủy ban tư pháp và điều này không có nghĩa là chúng tôi không đòi hỏi và quý vị biết là thúc đẩy cái điều này cần phải có một cái lộ trình của nó và ông đang tìm cách cũng như là ông Jim, Jim jordan là hai người thúc đẩy cái việc mà buộc ông rader là một uh, chủ tịch của ủy ban tư pháp là phải mở cuộc điều trần để xác định tính minh bạch và liêm chính của cuộc bầu cử đang diễn ra vốn đang bị ô uế bởi những cái à, tin cho biết rằng là có nhiều cuộc gian lận xảy ra ở nhiều tiểu bang đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ trong khi đó cô Mennani tùy viên báo chí của tòa bạch ốc nói rằng cái à, con đường chiến thắng của tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 sẽ được quyết định bởi tòa án đây là một trong những cái hệ thống cần phải có và cô à, Kelly Mennani đã xác định rằng tiến trình chiến thắng của Tổng thống Trump sẽ được quyết định bởi các cái phiên tòa, chứ không phải là những cuộc đếm phiếu một cách gian lận. Chúng tôi đã có tổng cộng là 234 cái trường hợp xảy ra ở Michigan của những cử tri tại một cái quận. Và đây là điều mà tôi đã nhìn thấy được. Cô Mạc đã phát biểu với đài truyền hình. Và chúng tôi sẽ có những cái người cử tri ở đó nói rằng chúng tôi đến đây để bỏ phiếu. Và tôi nói với quý vị rằng cuộc cái cuộc bỏ phiếu này của chúng tôi là cuộc bỏ phiếu chính đáng và cuối cùng tôi tới bỏ phiếu nhưng mà họ nói rằng đã có ai đó nhân danh tôi đã bỏ phiếu khiếm diện và điều này là điều không thể chấp nhận được. Cô mà NNA tố cáo rằng tất cả những cái cơ quan truyền thông đã cố tình à, sử dụng một cái gọi là thuyết âm mưu để chụp mũ cho những cái việc mà nhà, bằng chứng của những cái cuộc gian lận đang diễn ra và cô nói rằng chúng tôi đã có ít nhất 234 trường hợp hữu thể, tức là lời khai hữu thể là lời khai có tuyên thệ và chúng tôi xác định rằng có tình trạng gian lận nhưng các giới truyền thông đã tiếp tục sử dụng cái cụm chữ gọi là thuyết âm mưu để chụp mũ cho những cái bằng chứng gian lận này và cho rằng đây chỉ là thuyết âm mưu đây là cái lối mà giới truyền thông đưa ra nhằm mục đích để đánh lạc hướng tất cả những độc giả khán giả của họ cho rằng những người ủng hộ tổng thống trump hay những người đòi hỏi sự liêm chính minh bạch này chạy theo những thuyết âm mưu không có bằng chứng nhưng mà trên thực tế chúng tôi có bằng chứng và chúng tôi đã có đầy đủ tất cả những bằng chứng, nhân chứng để chứng minh sự gian lận của cuộc bầu cử này. Đó là một trong những lời phát biểu của cô Kelly McEnany. Và cô nói rằng chiến thắng của Tổng thống Trump sẽ nằm trên quyết định bởi các tòa án ở các nơi. Đó là lời khẳng định của cô ở trong cái cuộc bầu cử năm 2020. Trong khi đó, thì dân biểu Kelly của đảng Cộng Hòa đã chính thức kiện tiểu bang Pennsylvania về tình trạng gọi là gia, gia hạn cái uh, ngày mà nhận phiếu, cái thời gian nhận phiếu sau cuộc bầu cử, dân biểu Mike Kelly của đảng Cộng hòa ở tại Pennsylvania đã dẫn đầu một cái đơn kiện vào ngày thứ bảy ngày hôm qua ở ở tiểu bang Pennsylvania, trong đó nói rằng việc mà tự đợi ý ra lệnh cho cái việc mà gia hạn nhận lá phiếu sau ngày bầu cử là một điều bất hợp pháp và vi hiến và ông yêu cầu cả toàn bộ tiểu bang phải ngăn chặn không để cho tiểu bang này có thể certify tức là xác nhận phiếu bầu đơn kiện đã được địa để trình trình ở tòa ở phiên tòa Commonwealth Court và chỉ hai ngày trước khi mà cái thời hạn chót mà cái county này tức là cái quận này sẽ đưa ra cái uh, certify tức là cái việc xác nhận cái kết quả bầu cử cho cuộc bầu cử tổng thống tại tiểu bang Pennsylvania và đây là một trong những cái đơn kiện mới nhất của đảng cộng hòa nhắm vào việc mà uh, yêu cầu phải trì hoãn cái việc mà uh, certify này để mọi việc pháp lý được rõ ràng. Các người nguyên cáo nằm trong cái uh, đơn kiện này hầu hết đều là những thành viên của Đảng Cộng hòa và nói rằng cái việc mà uh, vi phạm cái hiến pháp khi mà gia tăng việc nhận phiếu bầu và nhận phiếu uh, những cái người bầu đi uh, tới cửa phòng phiếu sau giờ đóng cửa là một điều không thể chấp nhận được. Uh, trong đó thì uh, Bộ trưởng Tư pháp có tên là George Shapiro trên trader đã nói rằng các nhân viên à, phụ trách về bầu cử và các ứng cử viên, những người tham gia vào đơn cử à, à, những cái à, cái đơn kiện này là sẽ phải à, đối diện với hậu quả, họ yêu cầu tòa án là phải à, à, xác nhận tất cả những cái phiếu bầu. Đó là lời phát biểu của ông ta và ông ta là một thành viên của Đảng dân chủ. Và bây giờ thì chúng ta chờ xem à, cái à, kết quả của vụ kiện ở tại Pennsylvania như thế nào? Bởi vì ở đây tình trạng mà phiếu nhận sau giờ bầu cử lên rất nhiều và nó dẫn tới chiến thắng của Joe Biden tại Pennsylvania sau giờ đóng cửa và đếm phiếu Tổng thống Trump gác 700.000 phiếu nhưng mà rồi do cái vấn đề nhận phiếu sau ngày bầu cử và những lá phiếu được đếm sau ngày bầu cử đó đã dẫn tới cái chiến thắng và Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump. Trong khi đó, thì à, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã yêu cầu có một cái cuộc tái đếm phiếu mới tại Georgia và không thể đưa cho người dân một cái kết quả sai lạc. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã yêu cầu tái đếm phiếu tại tiểu bang Georgia sau khi mà tiểu bang này đã đưa ra cái certified, tức là đã xác nhận cái kết quả bầu cử vào ngày thứ sáu mà không có chữ ký của những người bầu cử tri được kiểm tra ở trong tất cả các cái hệ thống bầu cử. Hôm nay, chiến dịch tranh cử của ông của Tổng thống Trump đã có một cái đơn khiếu nại yêu cầu tái đếm phiếu tại Georgia. À, chiến dịch tranh cử đưa ra trong một bản statement ngày hôm qua thứ bảy và chúng tôi tập trung vào việc à, dựa trên những cái đạo luật của tiểu bang Georgia và cái hiến pháp của Hoa Kỳ để có thể đếm tất cả những lá phiếu hợp pháp. Tổng thống Trump và chiến dịch tranh cử của ông tiếp tục đoan chắc rằng phải đếm phiếu lại ở à, tiểu bang Georgia bao gồm luôn việc đối chiếu tất cả những cái chữ ký của những người đếm phiếu và phải có sự quan sát cẩn thận của các quan sát viên và không thể đếm những lá phiếu mà được xem là bất hợp pháp chiến dịch tranh cử đã đưa ra cái lời cái cái lá thư này cho cái quỹ ban tranh cử của tiểu bang kết quả bầu cử đã đây cho thấy là ông Joe Biden đã dẫn trước tổng thống Trump 12.670 phiếu và bây giờ thì chiến dịch tranh cử tổng thống Trump đang làm việc để ngăn chặn và yêu cầu tái đếm phiếu lại bởi vì theo luật thì dưới không dưới 0.5% thì tiểu bang phải đếm phiếu lại và cuộc đếm phiếu này thì nó sẽ diễn ra bởi vì cái khối phiếu của đôi bên là khoảng cách của nhau 0.25% trong tổng số 5 triệu phiếu đã bầu. Do đó thì đây là một trong những cái đơn kiện chính đáng và nó buộc tiểu bang này phải tái đếm phiếu lại và phải có sự quan sát và đối chiếu tất cả những chữ ký. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của bầu cử của Hoa Kỳ và tại Los Angeles, Sandan Chu, một trong những người biểu tình chống lại cái sự gian lận của cuộc bầu cử ngày 21 tây hôm uh, hôm qua đã lên tiếng và nói rằng chính cái văn hóa cộng sản của Trung Quốc đã ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và cô cảnh cáo rằng là Hoa Kỳ đang có sự xâm nhập, xâm nhập của khối cộng sản Trung Quốc. Tôi đứng đây để ủng hộ cho Tổng thống Trump. Cô đã nói bằng tiếng Anh sau khi mà nói bằng tiếng Hoa. Mọi người đều biết đây là một cuộc bầu cử gian lận và cuộc bầu cử lớn nhất vào và cuộc tấn công lớn nhất vào cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Chúng tôi phải đứng dậy và phản đối. Nếu chúng tôi không nói bây giờ thì cuộc bầu cử của Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có được một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Bà cô nói thêm rằng tất cả những cơ quan truyền thông lớn của Hoa Kỳ đã có hành động gần như là giống y chang như là, là các cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả họ làm đều tương tự như Cộng sản Trung Quốc, đứng vào phía sau và ủng hộ cho Joe Biden và đây là điều mà tất cả họ đang làm. Và nếu chúng ta không có chống đối lại chuyện này và tổng thống Trump nếu như mà bị sự gian lận này thì chúng ta sẽ không khác gì cái chế độ Cộng sản Trung Quốc hiện nay nếu như mà chúng ta bị mất trong cuộc bầu cử này. Và Emilian được xem là một trong những người đã tham gia cuộc biểu tình tại Los Angeles vừa qua để mà ủng hộ cho Tổng thống Trump cũng lên tiếng nói rằng rất là nhiều những bằng chứng cho thấy cuộc gian lận này và rõ ràng chúng ta đang bị đánh cắp cuộc bầu cử và hành động đánh cắp này nó không khác gì cái đảng Cộng sản gian lận và tìm cách chiếm quyền cai trị tại Trung Quốc. Và cô nói rằng tôi đứng đây ủng hộ cho Tổng thống Trump bởi vì tôi tin rằng cuộc bầu cử sẽ được liêm chính và công bằng chúng ta không thể chấp nhận cho cái văn hóa cộng sản xâm nhập vào xã hội hoa kỳ qua hình thức gian lận bầu cử này đây là một trong những người gốc hoa đã lên tiếng và ủng hộ cho tổng thống trump cũng như là những người mà đã có những cái uh, cuộc biểu tình ủng hộ cho tổng thống trump và đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ trong khi đó thì liên quan tới tình hình liên uh, về những cái vấn đề kỹ thuật thì uh, tòa Bạch Ốc cho biết rằng là Tổng thống Trump trong cái lệnh cấm công ty WeChat và TikTok sẽ có hiệu lực. Cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là ông Robert O'Brien nói với lại các cái thông tin viên cho biết là chính quyền của Tổng thống Trump đã sẵn sàng cho việc ban lệnh cấm đối với lại công ty WeChat và công ty TikTok. Biến chuyển này diễn ra giữa lúc mà chính quyền Tổng thống Trump vẫn cho họ 15 ngày để hoàn tất cái vụ mua bán giữa công ty Oracle Walmart và công ty uh, bidance của uh, chủ một công ty mẹ của tiktok và họ chỉ có mười mấy ngày và chính quyền của tổng thống Trump cho biết và tòa bạch ống cho biết cái vấn đề mà gọi là cấm cửa cái, cái uh, trang app này đang gây hại an ninh quốc gia là đã sẵn sàng và nó chỉ chờ tới thời hạn chót nếu như cuộc mua bán này không chấm dứt và không có hoàn tất thì chắc chắn là sau cái thời hạn đó sẽ được uh, uh, sẽ được à uh, 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 cái lệnh cấm sẽ được ban ra và trong đó thì uh, Cả giữa, giữa lúc mà ông Joe Biden thì cam kết rằng là sẽ nhìn lại cái việc mà cho phép công ty TikTok được à, được phát hành tại Hoa Kỳ và được à, làm việc tại Hoa Kỳ nếu như ông ta thắng chức tổng thống đây là một trong những cái lời khẳng định của ông Robert O'Brien cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và nói rằng lệnh cấm đã sẵn sàng và nó sẽ được à, áp dụng ngay lập tức ngay sau khi mà cái thời hạn 15 ngày chấm dứt đó là lời khẳng định của ông Robert O'Brien trong khi đó thì uh, khu trục hạm của Hoa Kỳ đã băng ngang qua eo biển Đài Loan. Bản tin mới nhất từ eo biển Đài Loan cho biết một khu trục hạm của Hoa Kỳ đã băng ngang qua eo biển Đài Loan và thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc như cũng như là khẳng định quyền tự do hàng hải ở khu vực này. À, hạm đội bảy, uh, hạm đội bảy tức là đề thức hạm đội đã cho biết trên trang Facebook vào ngày thứ bảy uh, chiếc này gọi là Alex Bunker Class, uh, chiếc này uh, đã có căn cứ đậu tại uh, Yokosuka ở Nhật Bản và đang có một cái trip tức là một cái cuộc băng ngang qua eo biển Đài Loan hầu như là trong tháng 10 theo tường trình của báo chí Đài Loan cho biết và cuộc băng ngang vào ngày hôm qua thứ Bảy là lần thứ 11 mà Hải quân Hoa Kỳ đã có những cái uh, chiếc chiến đấu uh, chiếc chiến thuyền tức là chiến hạm đã băng ngang qua khu vực này chiếc uh, tàu băng ngang qua eo biển Đài Loan là thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc và Hoa Kỳ đưa ra lời cam kết bảo vệ cái chiến lược Indo-Pacific đó là một trong những cái uh, thông báo được đưa trên facebook của đệ thất hạm đội trong ngày hôm qua và lực lượng hải quân hoa kỳ sẽ tiếp tục bay à, băng ngang và à, thực hiện tất cả những cái tiến trình này trong cái luật quốc tế cho phép bộ ngoại giao đài loan cho biết rằng họ đã quan sát rất cẩn thận về cái việc băng ngang eo biển đài loan của khu trục hạm hoa kỳ và cùng một lượt thì chiến đấu cơ của trung quốc lại tiếp tục vi phạm vào trong cái vùng nhận dạng phòng công lần thứ 8 à, trong ngày bản tin mới nhất cho biết là máy quay máy bay quân sự của Trung Quốc lại tiếp tục xâm phạm vào vùng nhận dạng phòng không ở biên giới phía Tây Nam của Đài Loan vào ngày lần thứ 8 là bước qua ngày thứ 8 cho ngày thứ bảy ngày hôm qua đây là lần mới nhất diễn ra vào lúc 11 giờ13 phút sáng và 11 giờ39 phút sáng khi mà những chiếc máy bay này bay ở độ cao 4.000 feet là tương đối thấp Lực lượng không quân của Đài Loan đã cho biết rằng họ đã gửi các chiến đấu cơ lên ngăn chặn và trục xuất những chiếc chiến đấu cơ này của Trung Quốc ra khỏi cái vùng nhận dạng phòng không của họ. Đây là lần thứ 8 liên tục trong 8 ngày, Trung Quốc đã gửi tất cả các cái chiến đấu cơ của họ xâm phạm vào cái vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và tổng cộng trong tháng này tổng cộng là 42 lần. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của không quân Đài Loan liên quan tới vấn đề mà Trung Quốc đã tiếp tục dùng chiến đấu cơ của họ và máy quay quân sự của họ tiếp tục đe dọa tới cái chủ quyền của Đài Loan. Bên cạnh đó, thì à, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết các cuộc đối thoại về kinh tế vẫn tiếp tục gia tăng các mối quan hệ với Đài Loan. Sau khi mà người, à, cái cuộc đối thoại về kinh tế đã diễn ra vào hôm thứ sáu à, vừa qua giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo thứ bảy cho biết rằng là các cuộc đối thoại này sẽ là tương lai tắt chặt các nền kinh tế và quan hệ kinh tế giữa Đài Loan và Trung Quốc. Ông Mike Pompeo đang viếng tâm tại Trung Đông trong cái tweet vào sáng ngày thứ Bảy nói rằng Hoa Kỳ và Đài Loan là một cái đối tác mạnh mẽ trong vấn đề bảo vệ tự do các mối quan hệ kinh tế và quảng bá cho các giá trị dân chủ. Và Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đài Loan đã có những cuộc đối thoại rất tốt với chính quyền của Đài Loan cuộc đối thoại song phương này đã được à, tổ chức bởi viện nghiên cứu hoa kỳ tại đài loan một cái văn phòng được xem là bán chính thức tòa đại sứ của hoa kỳ tại đài loan và trong đó diễn ra vào ngày thứ sáu giữa cái à, phó thủ tướng đặc trách về kinh tế của đài loan cùng với phái đoàn của hoa kỳ à, là từ washington là thứ trưởng bộ ngoại giao ông Keith crash đặc trách về à, môi trường kinh tế và năng lượng của hoa kỳ cuộc gặp gỡ này được xem là họ đã ghi, ghi à, có được một cái bản ghi nhớ à, à, 5 năm hợp tác, à, trong đó thì à, sẽ thành lập tất cả những cái à, cuộc đối thoại cần thiết để mà có thể dẫn tới những cái thỏa ước liên quan tới mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Đài Loan. Và trong khi đó Đài Loan cho biết rằng là họ đã estimate tức là ước lượng cái chiếc F-16 mà bị mất tích là đã chìm dưới đáy biển khoảng 000 m. Đây là một trong những báo cáo mới nhất liên quan tới việc chiếc F16 của Đài Loan đã bị biến mất khỏi màn hình radar ngay sau 2 phút à, cất cánh. À đại tá của tên là Chan Chenchi, à cho biết rằng là chiếc máy bay này đã được à, cất cánh à, từ hôm thứ ba sáng thứ ba và đã biến mất khỏi màn hình radar ngay sau 2 phút mà vừa sau khi cất cánh và kể từ đó thì đã biến mất khỏi màn hình và bây giờ thì phía Đài Loan ước lượng rằng là chiếc máy bay này nằm sâu dưới lòng biển khoảng 1.000 mét và nằm cách cái bờ biển của Đài Loan khoảng 9 hải lý. Đó là một trong những cái báo cáo mới nhất liên quan tới chiếc F-16. Chiếc này đã cất cánh vào hôm thứ Ba và sau khi rời khỏi phi trường Hoa Liên, phi trường quân sự của Đài Loan ở tại lãnh thổ này thì nó đã biến mất khỏi màn hình và có những cái đồn đoán xung quanh cái việc mà mất tích của chiếc F-16 này. Thì Phía Đài Loan nói rằng họ ước lượng rằng xác của chiếc máy bay này nằm dưới lòng biển khoảng 1.000m và họ đang tìm ca à, phong tỏa và thu gọn lại cái khu, khu vực tìm kiếm chiếc F-16 này. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới chiếc F-16 của Đài Loan. Trong khi đó, thì à, hai cuốn phim về chính trị của Hồng Kông đã thắng được giải kim mã tại Đài Loan. Đây là một trong những cái tin vui cho những người ủng hộ cho phong trào dân chủ. Hai cuốn phim của Hồng Kông đã được thắng giải thưởng ở Đài Loan liên quan tới vấn đề chính trị với Trung Quốc. À, và giải thưởng này là giải Kim Mã, được xem là một giải Oscar tại Á Châu và được xem là một trong những cái giải thưởng lớn. À, mặc dù nó đang đối phó với lại cái tình trạng mà không thể tụ tập đông người ở Đài Loan để mà tham dự cái giải phim này à, do con vi của Vũ Hán. Tuy nhiên, nó vẫn diễn ra một cách suôn sẻ rất nhiều phim đã được gửi tới à, à, tuy nhiên cũng có một số phim đã bị hủy bỏ bởi vì cái con siêu vi khuẩn vũ hán và trong đó thì à, giải thưởng golden horse Award tức là của giải thưởng kim mã mà được xem là một giải thưởng oscar của á châu trong đó thì hai người từng đoạt giải oscar của hoa kỳ là ông đạo diễn andy à, và cùng với một à, nữ tài tử người mỹ gốc hoa là bailing đã được à, mô tả là chiến thắng trong cuốn phim này trong cuốn phim có tên là lớp peace à, yêu chuộng hòa bình và cuốn phim này được xem là một trong những cuốn phim đã thắng giải oscar nói về tình trạng gọi là à, những cái nền chính trị của trung quốc và của đài loan cũng như một nơi khác đây là một trong những cái tin vui cho những người mà không bị sống dưới sự kèm tỏa của đảng cộng sản trung quốc trung quốc đã tẩy chay cái um, giải kim mã này từ năm ngoái sau khi mà có một số những uh, nghệ sĩ của đài loan đã chỉ trích mạnh mẽ cái thái độ của trung quốc đối với lại cái lãnh thổ hồng kông đặc biệt là cuộc biểu và ủng hộ cho cuộc biểu tình tại hồng kông ngay sau đó thì trung quốc đã ra lệnh cho tất cả minh tinh tài tử truyền hình lẫn điện ảnh và các nhà sản xuất của trung quốc không được phép tham gia vào giải kim mã của đài loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của đài loan ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin này cảm ơn các bạn rất là nhiều cho bản tin và phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình đặc biệt vào tối chủ nhật xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào mọi người bye bye